62 nhân viên của shop sẽ thử trực tiếp âm thanh của hai cái bô đang hot trên thị trường này. Đây là bô NLK phi đích 51 nha anh em có thể gắn vô tất cả các loại bô không cổ bô dụng trên thị trường mà không cần phải tiện áp tên. Đây là lon đích chu mẫu OrBr, đây đùi gà đây. Rồi bây giờ mình test âm thanh của NLK trước ha. Màu duy nhất là màu bạc đó thì rất là tươi.